người không có được cái ưu điểm gì hết á. Mà không biết cái lúc đó mắt em bị mù hay là bị bù lợt răng á, nó nhớ phải cái thằng cha đó. Thôi đóng giày cha này của chị hết 30.000 nha. Ừ nè, nó nghe nè, chỗ chị em thân thiết, chị hỏi thiệt nè, sao số mày khổ như cái hoàng thiệt luôn á, lấy phải thằng chồng á chán dễ sợ luôn, không có nghề ngỗng gì rồi suốt ngày hai vợ chồng mày đi lụm giày cha vậy hả, sao đủ sống? Hỏi thiệt nè, mày có muốn đổi chồng không? Cái gì? Nói nhỏ nhỏ thôi, nó nghe làm sao. Chị nè, chị quen nhiều người tử tế lắm, mà người ta vừa giàu vừa có tiền mà còn độc thân nha. Em mà thích chị giới thiệu liền. Cái này thiệt sự là em nói thì em nói vậy thôi, chứ em chưa bao giờ mà em nghĩ tới cái chuyện này luôn á chị. Cứ từ từ suy nghĩ rồi gọi cho chị, không việc gì phải gấp hết á. Yên tâm đi, trời ơi, chị là giới thiệu cho em mấy món ngon ngon không à, nha. Thôi chị về, có gì gọi cho chị, nhớ nha. Dạ. Về á. Trời đất ơi, dậy cho tôi, dậy nhanh anh coi. Đứa là giờ chưa trời chưa chợt đâu mà còn nằm đó ngủ nữa. Dậy đi làm nhanh lên. Hôm nay anh mệt quá, cho anh nghỉ một bữa ơi. Trời ơi, đừng nghĩ lấy gì vô ăn hả? Dậy. Ê. Tôi nói cho anh biết nha, ngày xưa tôi bị mù mắt bị bầu lệch ăn á, mới lấy phải loại chồng như anh á. Từ ngày cưới anh tôi chưa được một ngày nào sung sướng hết trơn á. Tao là chịu cực chịu khổ không à. Nhà thì nghèo, cái thân thì làm biếng, bất tài vô dụng, không có làm được tích sự gì hết á. Nè, cô đừng có thấy tôi không nói gì là cô được nước cô làm tới nha. Muốn nói gì nói hả? Trời sao hả, anh làm gì tôi? Bộ tôi nói đúng là sao tự ái hả? Là anh coi lại cái bản thân của mình đi, có làm được cái gì không? Có làm được tích sự gì không? Thì chứ ngày xưa, ngày xưa là con nhỏ nào hả? Con nhỏ nào khen tôi cần cù chăm chỉ? Con nhỏ nào khen tôi đẹp trai như tài tử hả? Con nhỏ nào? Đẹp trai hả? Nói thấy ngượng miệng không hả? Trời đất ơi, cưới anh về tôi mới biết anh ở dơ tới mức độ mà cái đầu óc của anh kia kìa. Anh nhìn cái cọng tóc của anh đi, từ tóc thẳng mà thành tóc quắn luôn. Nó dơ ờ mà. Trời đất ơi, bây giờ cho không tôi à, tôi cũng không thèm đâu, đừng nói chuyện kiểu đó. Đẹp và mắc ói à. Con sao? Bỏ tay xuống. Sao? Con nhỏ đành đá đáng ghét. Bữa nay dám nói chuyện kiểu đó luôn. Nè. Tức thiệt chứ. Alo, chị Phượng hả? Em là Hoàng nè. Cái chuyện mà hôm bữa chị nói với em á. Ủa chị ơi, sao mình đi xem mắt mình không có tới chỗ nào đông đông người xíu, chỗ này vắng que mà chị. Trời em, chỗ này nó mới rộng rãi, nó mới thoải mái, nó tự nhiên, hiểu không? Nè, chị có mua nước cho em nè, uống đi. Gì nữa? Ủa chị, sao cái người đó chưa tới? Nãy giờ hai chị em mình đợi cũng lâu lắm vậy á. Trời em ơi, người ta nhà giàu, người ta có tiền mà, người ta có công có việc, đâu phải ai rảnh gì chị em mình đâu. Yên tâm đi, chị giới thiệu cho em hả, giàu dữ lắm, nhà mặt phố bố làm to. Trời ơi, chắc không chị? Trời ơi, chị có bao giờ lừa mày đâu. Đừng có xu như thằng chồng hiện tại của em nha, chị em ngán lắm rồi á. Yên tâm, uống nước lấy tinh thần đi. Tự nhiên hồi hộp quá à, để uống miếng nước đã. Sao tự nhiên em chóng mặt quá à. Chóng mặt hả? Sao tự nhiên chị cười vậy? Ừ, tại chị vui á. Hoàng, tự nhiên đi xem mắt ngủ vậy em? Vậy nè Hoàng. Ừ.
Nhỏ này nhìn cũng mẩy á. Chứ sao, tao lừa là phải mở mở chứ. Phụ tao đây. Ủa chị Phượng, chị muốn làm gì vậy? Chị thả em ra đi. Chị, chị kiếm chồng cho em đó. Mà bé yên tâm đi, đợi chị bán bé qua nước ngoài rồi đó, rồi bé muốn lấy chồng giàu cũng có nè, lấy chồng có tiền cũng có nè, muốn lấy ai lấy, cưới ai thì cưới nha, thoải mái luôn. Không thể ra. Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. La lớn lên, la lớn lên nữa. Ở đây là khu nhà quan đó, không có ma nào bén mảng tới đây đâu. Biết sao không? Tại vì cũng như em vậy đó, mấy đứa giống như em nè, ham giàu, ham của đó, thích lấy chồng giàu, chồng có tiền, giờ đáng đời chưa cưng? Có ai không? Mà đứng lại. Chồng ơi, chồng ơi, có ai không? Chồng ơi, chồng có sao không? Chồng ơi, cởi trói cho em đi. Em có sao không? Sao anh biết ở đây mà anh tới vậy? Thì hồi sáng đó anh thấy em mặc cái đầm này nè, xong rồi còn đi với bà quỷ kia nữa. Anh tưởng đâu là em cắm sừng anh, nhưng mà cuối cùng là mới biết. Sao vậy hả? Có sao không? Em xin lỗi, tại em ngu xuẩn cho nên là mấy chuyện này nó mới xảy ra như vậy. Em xin lỗi. Anh có giận em không? Giận thì đương nhiên là có giận rồi. Nhưng mà giận thì sao? Em là vợ của anh, sao anh bỏ em được? Em xin lỗi. Em hiểu rồi. Trên cái thế giới này không có người đàn ông nào hoàn hảo hết á, chỉ có người đàn ông quan tâm mình nhất thôi à. Em xin lỗi. Anh có cái này cho em coi nè. Đây nè, em coi đi. Ủa, cái này ngốc quá. Anh lúc nào cũng ở bên cạnh em hết á. Anh chính là người con trai năm đó tặng hoa cho em á.